clip này là người bạn chủ xe mà vô cái lồng bình xăng Ý. Cái lồng xe này đang lồng số 56 mà sơ mi vô sơ mi tầm 7 không đúng ha. Nên giờ chơi lớn vô bộ lồng theo xe bình mình đó. Gia Z Attenda theo xe nha mọi người. Vô con Gia Z này. Vô sẵn bình xăng Ý 4 món rồi, lưỡi gà vê phọt rồi. IC rồi nhưng mà cái lồng nó không đúng thì chạy nó cũng không có được mà mình cái xe nha. Rồi khi mà nóng máy lên thì cái nó độ giãn nở của cái sơ mi đã làm lại rồi thì nó không có chuẩn ha. Mà sơ mi làm lại thì sơ mi đúng thì nó sẽ ngon lắm nha mọi người, nhưng mà còn làm thì kiểu như không phải là sơ mi nữa mà đóng nguyên cái ống sắt rồi bỏ vô rồi sấy lên, nói chung là gia công lại tầm bậy bạ đó, chạy không được. Nguội máy thì không sao mà nóng máy lên thì hơi hám rồi nó sẽ sai. Nên giờ quyết định là tại vì xe để nhà để đi mà đó nên vô bộ theo xe luôn. Giờ anh Phát với lại em Bo đang mở dàn áo ra vô cái lồng cho xe này. Rồi người bạn chủ xe này nói khi nào mà kinh tế dư chút nữa thì vô cái bô zin. Cái bô này nó đang bị cưa cắt đây, cái khổ nó hơi xấu ha. Thì xe nhà mà khi nào dư giả chút thì vô từ từ nó sẽ đẹp cái xe lên thôi. Xe là vô heo Rambo đồ chơi rừng tinh cũng khá khá nha mọi người. Cụm tăng Domino rồi nhưng mà cục máy chưa ngon thì mỗi người mỗi phong cách. Có người thì vô về ngoài cho xe đẹp trước đi rồi cục máy sau, có người thì làm cục máy chuẩn trước đi rồi về ngoài đập vô sau ha. Người bạn chủ xe thì tâm sự lúc đầu nói là lúc đầu quên. Mới mua xe về cứ ham mới vô đồ dàn chân đồ quá trời luôn, nhưng mà trong cục máy bình xăng rồi này nọ chạy không được nên đổi cái bình xăng cũ vô bình xăng Ý rồi, nhưng mà còn cái lồng thì nó xấu quá nát quá rồi, móc 56 này nọ lên nguội máy thì ngon mà nóng máy lên chạy không có chuẩn nên vô cái lồng theo xe. Đây là mọi người, nguyên bộ lồng nắp trái trong đây hết rồi. Nguyên bộ này mình tháo xe nha. Mình có bữa kia mình có dán cái tem vô nè. Ký tên, ký đồ vô. Đồ video mình quay hay quay sao á là nó sẽ y vậy. Không có vụ đổi ra đổi vô gì đâu nha mọi người. Nói chung đồ da dép phụ tùng còn rất là nhiều, chơi rất là thoải mái. Lồng zin theo xe hay là tồn gì đó nó sẽ có mã số, có cái những đóng cái số cái chữ này ha, không có lộn không có chữ có số rồi nói lộn. Sơ mi zin lỗ hút lỗ xả là chưa có bị móc quấy gì hết rồi, không biết là để chút là hỏi ý kiến người bạn chủ xe coi có muốn sổ nhẹ trong cổ bô để chạy đường trường rồi để bập sẹt hay không, còn không muốn thì cứ để nguyên bản vậy mà bỏ vô thôi. Cao su cũng zin luôn. Ngoài trời mưa nhạt mưa nhòa luôn. Mà ở trong tiệm thì có mái che nha mọi người. Có cái là nó trời nó hơi tối quay video nó không có được sáng. Giờ mấy người em đang gỡ dàn áo ra rồi rút cái lồng cũ ra. Anh Phát với em Hảo đang rút đầu ra nha mọi người. Cái lồng kia cũng làm sơ sơ hả anh Phát? Cái lồng
này mình đã test thử rồi nhưng mà làm gì làm gắn vô rồi cũng phải đưa anh Phát coi kiểm tra lại nha mọi người, chứ không phải ý gắn vô cái đùng cái là xong. Chia sẻ thêm chút xíu à, cái nắp zin là chữ HI2 này nó sẽ nhỏ nha mọi người, còn nắp hàng Indo, hàng Thái, hàng gì làm đó cũng tốt, vẫn ok, nhưng mà cái chữ này HI2 nó sẽ to hơn ha. Và đặc biệt là những cái lồng nắp da dép xì bo hay gì đó, cái nhôm mọi người xem nó y như có đường nứt vậy nè, nhưng mà không phải nha, cái là cái nhôm người ta đúc khuôn sao á, nhìn nó răng y như là nứt nhưng mà thật sự là không phải nứt ha. Lồng nắp xì bo, nhất là cái nắp xì bo nó cũng có những đường răng vậy đó, mà nắp sinh gơ thì không có, hầu như là không có. À, như đồ Mã Lai người ta làm thì cái nhôm nó sao đó, nó có những đường răng vậy nè, nhưng mà không có bị nứt mặt trong đây nha, nứt mặt trong đây là mới là vấn đề quan trọng nè, còn nó chỉ răng cái nước nhôm của nó vậy đó. Nắp xì bo, nắp da dép thì đều có những đường răng vậy. Nắp Singer Aki thì thường thì sẽ không có ha. Trái là còn nguyên bản đẹp luôn, không có bị xước bị sọc gì hết. Xăng rửa mấy cái ron còn dính nha mọi người. Kế bên là con quay, anh Phát đang làm bài 54 nha mọi người. Dọ làm 54 xương xương. Xe này để đi lấy hàng cho nó lẹ nha. Đi lấy mấy cái đồ mà làm xì bo á. Chung là xe quay, xe nhà. Anh Phát sổ lên 54 đi đi cho mấy người đại người lính xếp hàng cho nó lẹ. Xe đã vô sẵn lưỡi gà với bình xăng Ý nha mọi người. Bình xăng Ý loại này là chuyên cho dòng da dép nha. Bình xì bo thì nó sẽ nhỏ hơn cái bình của da dép xíu. Bình xăng Ý mình nhập về là có hai loại nha, một loại chuyên cho xì bo, loại chuyên cho da dép. Vô cái lồng theo xe nha mọi người. Rồi vô cái đầu lồng xong. Đây là cái lồng cũ của người chủ xe nè mọi người. Nói chung là mọi người thấy cái nắp hàng mới thì cái nước nhôm của nó sẽ nó sáng kỳ lắm. Mấy ngóc đầu nó cũng không có đều nữa, con dài con ngắn. Vô bộ lồng Hatanda bên mình thì bên mình tặng thêm luôn 4 ngóc đầu chưa xài nha mọi người. Lên xe cho nó đẹp, nước gam rất là đẹp.
vô luôn cho nó đẹp. Cái này là không có tính tiền tại vì thấy vô lại ốc cũ rồi nè, nó con dài con ngắn nhìn nó ngứa mắt lắm. Cái này là chủ xe không yêu cầu vẫn tặng thêm luôn cho nó vô cho nó hài hòa, nó ok chút xíu. Anh Phát mở nắp bộ lăng ra kiểm tra bên nắp bộ lăng cho người ta luôn nha, chứ không phải kia mua cái lồng lại gắn cái lồng rồi thôi canh chỉnh rồi củi lửa rồi cho nó đều nó mới chạy được nha mọi người. Rồi vô cây bô xong, vô cái lồng xong rồi bây giờ canh xăng cộ lại rồi nổ máy nha mọi người, xong rồi chạy thả xuống đường chạy thử coi coi nó xăng gió đủ xăng đủ gió chưa là xong ha. Chung gắn đầu lọc hay gắn bình xăng rất là nhanh, chỉ có làm máy thì sẽ ra rồi đợi đi làm đồ thì nó lâu thôi, còn gắn mấy cái này thì nhanh lắm. Anh Phát mở vô lăng ra rồi kiểm tra lại lửa cửa kích coi điểm nổ nó đúng hay không nha mọi người, chứ xài mấy cái lửa đó thì gắn vô canh chạy nó hợp cà lặng khó chịu lắm. Đạp không không nãy vậy là kêu là xả ngợp nha mọi người. Một phát nổ máy liền. Em thinh thích đặc biệt đi bình xăng ý không cần móc que nha mọi người. Lồng á tanh đa theo xe mà êm dễ sợ luôn. Anh Phát ra sổ xuống đường chạy thử một chút.
Anh Phát chạy thử vòng xong rồi anh Phát để cho mình chạy thử cái đó nha mọi người. Chung là chủ xe này chạy thử qua xe mình rồi, cái nào khoái phong cách Attenda không độ trọt gì hết mà chạy nó có nước hậu, cũng có đề có hậu nên chủ xe khoái nha mọi người, nên đi cái phong cách Attenda bình ý. Giờ anh Phát châm xăng vô để mình vô mình chạy thử. Rồi anh Phát chạy thử xong rồi cái mình cũng chạy thử luôn nha mọi người. Thì cái xe nó đã có cái độ mịn, độ khi mà mình sang số này nọ cái xe nó không có bị sặc sụa ga sốc, ga đường trường, ga ngâm thì không có bị nữa, thì đã là ok hoàn chỉnh rồi nha mọi người. Cái bình xăng ý này thật sự nó cũng không phải là nó khó khăn gì hết, nhưng mà thật sự là phải biết cái code ở bên trong nó code máy cháy bao nhiêu thì mới chuẩn nha mọi người. Tại vì có rất nhiều anh em là hỏi mình bình xăng ý rồi mua về nhà tự lắp tự canh, thì bên mình canh sẵn vẫn được, nhưng mà mình hỏi anh em xe code máy, anh em không biết là xe mình đang hiện trạng code máy lòng sao hết. Thật sự là nên mình nói mình từ chối, mình không có bán đi xa, chỉ trực tiếp gắn tại tiệm thôi. Còn nếu thật sự mà xe của mình có anh em ở xa mà biết thật sự xe code máy thì anh Phát anh sẽ canh sẵn chuẩn theo cái bài cái ly của đây đã có sẵn rồi thì ok, rất là dễ. Nhưng mà thật sự có những người đó chơi xe cộ rồi mình không biết trong lòng xe mình có máy, nên thật sự là mình sẽ không bán được, bán về cho anh em tới tay sử dụng mà anh em không xài được thì thành ra nó uổng, nó phí cái món đồ ha mọi người ha. Rồi bán hàng bán đi rồi thì sẽ không có lấy lại mua lại, thì hàng nó xé bọc xài rồi mà làm sao mà lấy lại được. Nếu không là sợ nó sẽ xích mít cái tình cảm, nên mình luôn nói trên clip là gắn chặt tại tiệm, không bán đi xa là vậy đó nha mọi người. Chứ thật sự xe anh em mà biết chắc chắn có máy cháy bao nhiêu rồi dên có đôn độ hay là không thì chỉ cần tả rõ, thì bên anh Phát anh sẽ canh sẵn cái bình xăng cho mọi người, về là bỏ vô cái bụp là anh em xài thôi, chỉnh nhẹ sơ xíu ganh tì lại là ok, thả xuống sân chạy được rồi ha. Rồi. Gắn dàn áo vô cái nữa là xong nha mọi người. Tôi chỉ có gắn bình xăng rồi với lại lồng thì rất là nhanh, lồng này cũng không có ấy nhiều nữa, làm sơ xíu thôi, vài bữa đi mà đóng khối vô thì thật sự nhìn cũng không biết là có làm gì nhẹ ở trong đâu, nhưng mà vẫn giữ cái code Attenda nha mọi người, không có trồng máy cái gì mà quá đáng hết á, để gần như là 100% nguyên bản. Rồi xe lên hình xong dàn áo lên gắn lên lại ok nha mọi người, đẹp trai liền. Chung là đi cái bài zin Attenda không có móc sổ gì hết thì nó sẽ bền lợi xăng nha mọi người. Mà vô cái bình xăng ý siêu nạp này thì nó sẽ đề ba tốt và rút hậu, rồi khi anh em đi những cái đường trường touring này nọ gì đó thì nó sẽ ổn định hơn ha, nó sẽ đủ xăng đủ gió, nó sẽ không có bị hụt cái ga cuối. Tại bình xăng xe này là chuyên để rút hậu nha mọi người, nên cái ga cuối anh em đi sẽ không có bị thiếu xăng. Rồi chút mình nhờ anh Phát ra nổ máy nẹt vài cái cho anh em xem chơi ha. Tại thật sự mình những cái clip mà như chút anh Phát chạy xe thử ngoài đường á mình không có quay được, tại vì sẽ dướng biển số thì chạy ra đường thì phải đem gắn biển số vô, mà dướng biển số rồi chạy ra đường mà bụp sẹt thì cái đó thì là vi phạm pháp luật, cho nên bên mình sẽ không, bây giờ là hầu như là không hạn chế nào, hoặc là không luôn, không có quay cái cảnh mà bụp sẹt ngoài đường nha mọi người, cái đó là ảnh hưởng lắm, nên nói chung là vi phạm pháp luật là không chơi nha. Đó thì quan trọng là cho chủ xe chạy thử để cảm nhận, tại chủ xe cũng ở gần khu vực đây, mỗi ngày qua không vừa ý thì tu bổ thêm chút từ từ là cái xe nó thành ra nó hoàn chỉnh ha. Cửa vô bình xăng rồi, và cái lồng còn chưa có ok thì bây giờ vô cái lồng theo xe luôn, rồi vài bữa nữa thì có kinh tế thêm thì vô cái bô zin
cây bô này là cây bô bô lô nha mọi người, mà còn bị cưa cắt nữa. Ngày bữa nữa thì lúa về thì vô cây bô zin theo xe cho nó nổ tiếng gõ mỏ tùng kinh cốc 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 cốc. Rồi xong xuôi giờ anh Phát nổ máy nè thử vài cái cho mọi người xem ha. Bình xăng ý mô bên hoặc là IC hoặc là lòng tồn da dép hoặc là lòng theo xe, tất cả các phụ tùng da dép hoặc là xì bo thì mạnh dạn liên hệ mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0924 393939 nè. Hoặc là nếu mà anh em ở xa muốn sử dụng cái bình xăng ý này thì anh em phải đưa cho mình cái thông tin là cái xe anh em tình trạng ra sao, cháy bao nhiêu, cốt bao nhiêu, dên zin hay là dên độ, dên trọt gì đó, thì cái khi thông tin đúng nha mọi người thì anh Phát sẽ canh ở những cái xe ở tiệm sẵn rồi đưa anh em về, là anh em chỉ cần lắp lên mà đi thôi. Còn anh em mà bả cái xe không đúng, thông tin thông số cái xe không đúng thì đưa mình sang ý về là anh em bỏ vô vẫn chạy không được ha mọi người ha. Rồi xin kết thúc video đây, bye bye mọi người, cho mình xin một cái like, một cái đăng ký ha.